Hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ trả lời một cái câu hỏi của chị Việt Kiều Hàn Quốc. Chị bảo với tôi rằng là chị ủy quyền cho con của chị ở Việt Nam quản lý sử dụng đất, và bây giờ nó lên mặt, nó bảo rằng là chị hết cái quyền rồi. Cho nên hôm nay tôi tạm đặt cái video có tên là quyền tự định đoạt của người chủ sở hữu. Các bạn biết không, chúng ta có một cái giấy đỏ của cái nhà, của cái đất, thì chúng ta có những cái quy định của pháp luật. Cái quyền của người chủ sở hữu nó gồm có quyền, quay lại vấn đề lang thang một tí, là quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt. Quyền chiếm hữu, sử dụng, nhà tôi sử dụng, nhà tôi đem, tôi không thích, tôi kẹt tiền, tôi đem vay vốn ngân hàng, tôi không thích nữa, tôi đem tôi bán. Vậy thì quay lại vấn đề, chị này sau khi ủy quyền cho con rồi, chị còn quyền không? Đúng các bạn, chị còn quyền không? Vẫn hoàn toàn còn cái quyền, quý vị và các bạn. Ủy quyền là gì? Quay lại vấn đề, ủy quyền là đại diện thực hiện một cái việc nào đó, có thù lao hoặc không có thù lao. Quyền tự định đoạt cái tài sản ở Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. Chị ơi, quyền tự định đoạt tài sản ở Việt Nam cho đến thời điểm này vẫn là của chị. Chị về Việt Nam, chị bán cái tài sản này đi. Nếu là nhà, chị về Việt Nam, chị chuyển nhượng cái tài sản này đi. Còn chị không muốn chuyển nhượng, luật sư chỉ cho chị. Chị đến phòng công chứng, chị trích luật ra cái hợp đồng ủy quyền đi, luật sư sẽ tư vấn cho chị. Thưa quý vị và các bạn, trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta có những điều tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng do cái am hiểu pháp luật của mình nó vẫn còn hạn chế quá, cái người dân vẫn còn không biết, dẫn đến tình trạng những người con của chị họ cho rằng chị không có quyền, con chứ sao không con. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất vẫn là còn là tên của chị mà. Vậy chị sẽ quyền tất cả cái quyền theo quy định của pháp luật cầm cố thế chấp tặng cho. Chị thấy không? Bây giờ hôm cách đây vài ngày tôi cũng đã có tặng cho chị những cái video để chị hiểu thêm quy định của pháp luật. Ngày hôm nay tôi vẫn nói như vậy. Nếu trong trường hợp cái người con của chị họ có những cái hành động cho rằng cái quyền của họ là đã định đoạt cái tài sản này, thì chị bảo tôi đi tư vấn luật sư rồi. Luật sư nói rằng là bây giờ nếu như trong trường hợp là mày không có cái quyền gì hết, quyền chủ sở hữu vẫn là của tao, nếu mà mày không trả thì tao xin hủy cái hợp đồng ủy quyền. Nếu trong trường hợp đó là hợp đồng ủy quyền nha chị. Còn nếu trong trường hợp đó là giấy ủy quyền thì chị đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền, lấy lại bộ hồ sơ giấy tờ nhà đất của mình mà. Nghĩ rộng ra nha quý vị và các bạn, nghĩ rộng ra hơn. Nếu hôm nay tôi có 1 tỷ đồng ở trong ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng vì lý do gì đó tôi không đi rút được, tôi ủy quyền cho cái chị hàng xóm của tôi. Chị hôm nay em với chị ra phòng công chứng bị hạt ở tại huyện Củ Chi, chị lên xin Sài Gòn chị rút giùm em đi, em trả chị là 500.000 đồng. Thì khi đó chị đi rút về cho tôi 1 tỷ, tôi trả lại cho chị là 500.000 đồng. Cũng có thể là chị nói thôi, tao mày bạn bè, tao đi rút giùm mày. Nếu như người con của chị nghĩ rằng cái
tài sản là nhà và đất. Người con này được ủy quyền và họ được quyền định đoạt, trong khi cái ý chí của chị là không muốn ủy quyền nữa và là đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền theo quy định của bộ luật dân sự đó chị. Khi mà chị không đồng ý ủy quyền nữa thì chị có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền. Vậy thì cái tài sản đó sẽ trở lại không ủy quyền nữa thì hủy hợp đồng ủy quyền. Nhưng rất nhạy cảm nha chị nha, nếu trong trường hợp người con này cầm cái hợp đồng ủy quyền, cầm tài sản đem đi bán thì rõ ràng rất khó. Chị nên có một cái động tác liên hệ đến phòng công chứng, hoặc có gia đình nào đó ai ở Việt Nam thì làm một cái động tác gọi là ngăn chặn. Nguyên trước đây tôi có ủy quyền cho con tôi tên A gì đó, tuy nhiên sau này thì tôi nhận thấy rằng là tôi không muốn ủy quyền cho con nữa và tôi hủy cái hợp đồng ủy quyền để lo ngại rằng con tôi sẽ bán cái tài sản gì đó. Hoặc chị có thể liên hệ riêng qua cái số điện thoại của luật sư, hoặc làm bất kỳ một cái luật sư nào đó mà chị cảm thấy tin tưởng, để tránh trường hợp người đang có cái văn bản, tôi nói là cái văn bản nó gồm có giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền, bán cái tài sản này đi. Kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống thì với cái ước mong của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta là nhà nhà đều biết luật, mọi người đều biết luật. Cái gì thuộc quyền của mình đấu tranh để mình giành lại. Cái gì không thuộc quyền của mình thì tôi sẽ không đấu tranh, không giành lại. Nó thuộc về công bằng. Chị ạ, trong hồ sơ của văn phòng cũng có rất là nhiều trường hợp nó giống như vậy thôi, nhưng nó khác hơn một chút là ba mẹ lập cái di chúc cho con, và khi lập cái di chúc cho con rồi thì con mới đi rêu rao với mọi người rằng là má tôi để cái di chúc lại cho tôi rồi, từ đây là tài sản có mình tôi định đoạt, tôi ăn chơi tôi không thèm làm lao động, và dẫn đến cái trường hợp cái di chúc nó chỉ phát sinh hiệu lực khi cái người mà để lại tài sản chết. Vậy thì thông qua cái video này tôi muốn gửi đến chị một cái thông điệp, chị hãy sau khi đứa con của chị có một cái thái độ, chị ạ, có một cái thái độ cho rằng em nó toàn quyền định đoạt tài sản chị, thì chị hãy đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền gì đó để mình bảo vệ quyền lợi cho mình. Còn một vấn đề nữa mà chắc là để video lần sau tôi sẽ trả lời cho chị là ủy quyền cho người thứ ba. Thực ra thì chỉ có một cái việc ủy quyền và những cái câu hỏi của chị Việt Kiều Hàn Quốc này mà tôi đã phải trả lời cho khoảng là 3 hay 4 năm video rồi. Hy vọng rằng quý ông bà, cô bác và anh chị có những cái câu hỏi mà tôi cho rằng nó có thể đem đến cho tất cả mọi người những cái kiến thức pháp luật, thì hãy mạnh dạn, tôi sẽ ráng cố gắng làm một cái câu hỏi dễ trả lời, dễ đi vào lòng người nhất cho quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Cái số lượng câu hỏi gửi về văn phòng thì càng ngày càng nhiều, do đó tôi mong muốn được trả lời nhanh bằng một cái hình thức live stream để nhưng vẫn biên tập lại để cho nó chuẩn, dễ dàng đến quý vị và các bạn. Thì tôi vẫn chưa chọn cái khung giờ nhất định, thì nếu được thì quý vị và các bạn đã đăng ký của cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, nếu quý vị và các bạn nào đó thì có thể là xem live stream trực tiếp cũng được. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.